Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về vật phẩm số 21, Wi-Fi. Wi-Fi, viết tắt của Wireless Fidelity, là một công nghệ mạng không dây cho phép các thiết bị điện tử kết nối với Internet. Không biết bằng cách nào mà Wi-Fi có thể xuất hiện hoặc ai đó đang điều hành Wi-Fi trong The Bike Room, vì tất cả các nỗ lực để theo dõi vị trí thực của bất kỳ nguồn mạng hoặc những kẻ điều hành nó đều mang lại một kết quả không mấy khả quan. Wi-Fi dường như mạnh ở một số level. Hầu hết các level này đều có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Bạn càng đứng gần cửa sổ nào thì kết nối Wi-Fi càng mạnh. Nhưng như một lưu ý quan trọng trong The Bike Room, không được đến quá gần hoặc tiếp xúc với những chiếc cửa sổ, vì đa số chúng đều là bẫy. Thông thường, mạng Wi-Fi chỉ có thể được sử dụng để truy cập mạng nội bộ. Tuy nhiên, những khám phá gần đây đã báo cáo rằng các mạng Wi-Fi ở thế giới của chúng ta, hay The Front Room, có thể được dùng để giao tiếp với nguồn mạng bên trong The Bike Room. Điều này vẫn đang được phân tích. Wi-Fi lại khá kỳ lạ về tên của bộ định tuyến của nó. Tất cả đều liên quan đến level của chúng theo một số cách khác nhau. Ở level 0, điểm truy cập Wi-Fi đáng chú ý nhất được đặt tên là K38SUH9FH98MBKR. Trong đó, BKR là tên viết tắt của Bike Room. Thường thì nó sẽ không có mật khẩu trên bất kỳ nguồn mạng Wi-Fi nào, có thể sử dụng miễn phí và tất cả chúng đều bị ngắt một cách ngẫu nhiên trong một thời điểm nào đó. Mức độ của một level càng kém ổn định thì khả năng Wi-Fi bị ngắt ngẫu nhiên là càng cao. Hiện tại, The Bike Room có vô số nền tảng được lưu trữ trên Wi-Fi của nó. Hai cái đáng chú ý nhất sẽ được liệt kê dưới đây. Đầu tiên và cũng là nổi bật nhất trong số này, đó chính là cơ sở dữ liệu của MEG. Cơ sở dữ liệu của MEG được biết đến rộng rãi là cơ sở dữ liệu đáng tin cậy nhất để truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào xoay quanh level, các thực thể hoặc các điểm bất thường khác trong The Bike Room. Nó có thể được truy cập thông qua bất kỳ phương tiện nào có thể truy cập Wi-Fi, đồng thời nó cũng được cập nhật thường xuyên bất cứ khi nào có dữ liệu mới. Xuyên suốt cơ sở dữ liệu của MEG, có rất nhiều mục đã bị từ chối truy cập do dữ liệu của những mục này chưa được hoàn thiện. Thứ hai, đó chính là những nền tảng wireless. Mặc dù trước đây Wi-Fi ở trong The Bike Room đã được sử dụng để liên lạc một cách bí ẩn với các nguồn mạng ở thế giới bên ngoài, thế nhưng điều này thường được khuyến cáo là không nên làm, vì hiện tại không có cách nào để chứng minh sự tồn tại của The Bike Room với thế giới bên ngoài, và việc trốn thoát trở lại The Front Room hiện là điều gần như không thể, nên những nỗ lực liên lạc là vô ích. Hầu hết sử dụng nó để nói lời tạm biệt với những người thân yêu. Do dòng thời gian trong The Bike Room khá kỳ lạ, có thể giao tiếp với những người từ quá khứ và hiện tại, mặc dù điều này không gây ra bất kỳ nghịch lý nào vì một lý do nào đó không rõ ràng. Điều này đã dẫn đến giả thuyết rằng nếu một người trốn thoát ra khỏi The Bike Room được tìm thấy, những người bị mắc kẹt có khả năng sẽ trở lại vào đúng thời điểm mà không hề tồn tại ngoài thực tế, như thể chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, điều này là chưa thể được chứng minh. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.